Chị Mai ơi, chị Mai, chị học bài xong chưa vậy? Chưa, sao vậy? Đi ngủ đi, em buồn ngủ quá à. Mai dậy sớm đi học nữa. Mày ngủ trước đi. Không, em đi ngủ trước, chị còn ngồi đây học bài. Mẹ tưởng em lười học rồi sao? Em đâu có ngu. Mày học bài xong chưa? Em học xong rồi. Học xong ngủ trước đi, có gì tao nói mẹ cho. Không, nhất quyết em không đi ngủ trước chị. Mệt mày ghê. Được rồi, ngủ đi ngủ. Mai học tiếp. Mà mai á, 6:30 đồng hồ đổ chuông lo mày dậy nha. Ủa, 7:30 học, mà tại sao chị hẹn đồng hồ 6:30 mới dậy? Chị ngủ nướng mới Vậy chứ mày hẹn đồng hồ mấy giờ? em hẹn 5:45 dậy rồi. Mày hẹn thì sớm giờ mà mày dậy, mày có tập thể dục không? Không. Có học bài gì không? Không. Vậy hẹn chi sớm? Hẹn vậy cho chắc. Muốn tiến bộ phải lo xa chứ. Muốn lo xa tối nay ngủ mình ha, tao ngủ phòng khác. Sao vậy? Sao chị để em ngủ một mình vậy? Chứ tao sống tiêu cực lắm, sợ ảnh hưởng đến năng lượng tích cực của mày á. Vậy hả ta? Có chuyện đó nữa hả ta? Núi ơi, núi dì học, núi ơi. Wow, hôm nay chị dậy sớm quá vậy. Dậy trước em luôn, có tiến bộ á. Ừ, phải tiến bộ chứ, học hỏi cái năng lượng tích cực của mày chứ. Dậy sớm người khỏe hẳn luôn á chị ơi. Khỏe ha, sớm ha. Mày biết mấy giờ không? Mấy giờ vậy? 7:10 rồi đó, lo mày dậy học đi. Mới 7:10 hả? Còn sớm mà. 7:10 rồi hả? Ừ, còn sớm mà, tay học trước nha. Bye. Run. Em hẹn 5:45 dậy rồi. Hẹn thì sớm nhờ. Muốn tiến bộ phải lo xa chứ. Em hẹn 5:45 mà giờ 7:10 rồi. Trễ học ơi.